Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên. Và chủ đề của chúng ta là người ấy yêu bạn ở mức độ nào. Vì đây là trải bài chung, mong các bạn tiếp nhận trải bài một cách rất là tích cực. Và mình chỉ nói điều cần nói chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Sau đây là nội dung của trải bài. Và năng lượng của người hỏi, theo cảm nhận của mình, đó đại diện cho một cá nhân thường mang tính nữ. Nhưng đôi khi cái lá bài này đề cập đến một cá nhân có đặc điểm. Như vậy bất kể giới tính bạn là ai, thì xin giới thiệu cho các bạn một kênh hoàn toàn mới về tâm lý học con người, tâm lý con trai, tâm lý con gái, tâm lý khi yêu. Và nội dung hoàn toàn dựa trên một tạp chí về tâm lý học con người rất nổi tiếng tại Mỹ, đó là Psychology Today. Và bạn là người không tỏ ra là một người có tính cách quá rõ ràng. Bạn hay thường phản hồi và thay đổi, phản ứng với từng tình huống với những người xung quanh. Đây không phải là sự giả tạo cuốn hút, mà đó đơn giản là tính cách của bạn. Bạn thu nhận và phản chiếu toàn bộ những ảnh hưởng từ bên ngoài. Bạn cực kỳ nhạy cảm và dễ bị tổn thương và dễ bị tác động bởi hoàn cảnh xung quanh. Bạn tốt bụng, chu đáo, nhân hậu và đặc biệt có khả năng lắng nghe, thấu hiểu rất là lớn nha các bạn. Nhưng vì do tính nữ quá nhiều nên bạn sẽ thấy là bạn rất là thụ động. Những cảm xúc bên trong bạn cất giữ rất là cẩn thận. Bạn biết cách làm để có thiện cảm với người khác, nhưng bạn sẽ không thoải mái bộc lộ con người của mình khi bạn chưa cảm thấy an toàn với mối quan hệ đó. Do đó, cái đối phương rất là được mong muốn bảo bọc và che chở bạn. Khi họ ở bên bạn thì luôn nhận được sự hữu hiệu, động viên và thông cảm. Nên mối quan hệ lâu dài của bạn là một trong những mối quan hệ rất là sáng giá các bạn ha. Bạn khoan dung, tốt bụng và biết cách tha thứ. Chính vì vậy, đối phương sẽ cảm thấy có lỗi nếu như làm điều gì đó tổn thương đến bạn. Với năng lượng tốt như vậy thì cái người đó sẽ yêu bạn rất là nhiều nha các bạn. Và người này sẽ đại diện cho một tính nam. Đôi khi bất kể cái giới tính nào họ sẽ đóng vai nam nha các bạn. Người lớn tuổi, thông tệ và có những hành động thiên về cảm xúc. Người này rất tốt bụng, giàu lòng bác ái và có hiểu biết với một đôi tai, biết lắng nghe và thông cảm. Trong cuộc sống thì cái người này như một người cha, người thầy được yêu mến, một người bạn tâm giao trưởng thành. Và người này rất là biết giảng hòa với những mối bất hòa hay những mối quan hệ đang căng thẳng nha các bạn. Bạn thật là may mắn. Đây là một người vẻ ngoài bình thản, bên trong rất là mạnh mẽ, được có kỹ năng giấu cảm xúc mình rất là kỹ. Lời khuyên là mặc dù biết ẩn giấu tình cảm, nhưng mà để tránh những rắc rối không cần thiết thì người này cũng chú ý là không nên được quá lạnh lùng, phải chú ý đến sự điều hòa và ổn định hơn. Đây là một trong những cái tính trái ngược với bạn, do đó bạn rất là hợp với người này nha các bạn. Tuy nhiên cái người này không phải là người có tình cảm, họ thường dùng lý trí để kiểm soát tình cảm cá nhân của mình. Đôi khi họ không có nói lời yêu bởi vì họ sợ người khác đem ra phơi bày sẽ không tốt cho họ. Và khi yêu, họ thực sự rất là yêu bạn, do đó tình yêu của bạn thực sự rất tuyệt vời nha các bạn ơi. Và nếu như bạn đang tìm kiếm tình yêu thì cái người này họ là một người rất là ít nói, họ sẽ cao cho bạn cảm giác là rất tò mò và hôn hút, do đó họ che giấu cảm xúc rất kỹ. Bạn hãy sử dụng cái sự khéo léo của nữ tính của mình để thu hút họ nha các bạn. Khi bạn mối vào quan hệ lâu dài thì người này rất là yêu thương bạn, đó là một tình yêu thật sự rất tuyệt vời, chúc mừng cho các bạn ha. Tuy nhiên họ là người biết cách điều khiển cảm xúc của người khác, do đó khả năng khấu cảm rất cao, nên người này rất giỏi nắm bắt và thao túng. Chính vì vậy họ rất là xuất sắc trong cái việc mà, và đặc biệt người này rất rất là giàu lòng bác ái, bao dung và tốt bụng, nhưng quyền lực của họ rất là lớn, do đó bạn sẽ bị control, của bạn điều khiển, nhưng mà điều khiển trong sự yêu thương rất là nồng thắm nha. Và do là hai người có hai cái điểm rất là khác nhau, một người tính nam và một người tính nữ, do đó cần lưu ý là bạn phải biết cân bằng giữa những khác biệt của hai người, chú ý tạo ra sự hài hòa vì lợi ích chung cho cả hai nha. Vì những hoạch định trong tình yêu thường vươn tới mục đích chung chứ không phải là riêng cho mình. Và vũ trụ cũng lưu ý với các bạn rằng đây là cái giai đoạn bạn dùng tình yêu để tạo thêm sức mạnh, cùng nhau thực hiện những mục tiêu trong công việc, tránh việc sa đà vào tình cảm mà không quan tâm đến công việc nhé các bạn. Hy vọng là các bạn đừng quá khắt khe với đối phương, mà hãy chấp nhận những khuyết điểm cũng như những phần con người của nhau. Điều này sẽ tạo nên niềm tin và lâu dài cho mối quan hệ của cả hai người.
Nếu như bạn đang tìm kiếm tình yêu thì bạn sắp gặp được một cái tâm hồn rất là đồng điệu. Đừng có sốt ruột, họ sẽ tới sớm mà thôi. Để tìm người phù hợp cần một thời gian dài cộng với sự nỗ lực và kiên nhẫn của bạn. Và nếu như bạn đang chần chừ là cái người bạn này muốn hay không, hãy lời khuyên với bạn là hãy cho phép bản thân mình thoải mái hơn, bạn sẽ biết câu trả lời sớm hơn. Và đây là một trong những cái điều may mắn cho tình cảm của bạn, khi mà hai bạn sẽ có một cái sự gắn kết tâm hồn cũng như cảm xúc. Đây là một kiểu quan hệ rất là từ từ, không phải là nóng vội. Do đó bạn phải khiến đối phương hiểu được rằng bạn thực sự là nghiêm túc trong cái mối quan hệ này. Và nếu như bạn đang có mối quan hệ lâu dài gắn kết thì nói rằng cái mối quan hệ này thực sự là cân bằng và hài hòa. Tình yêu hiện tại của hai bạn là tình yêu đích thực, hai bạn có sự sâu sắc gắn kết với nhau, cả hai đang tranh cãi, nhưng đôi lúc đây là bạn phải thể hiện sự khoan dung của mình vì bạn mang tính nữ, do đó nhường nhịn và cũng như là hiểu hiểu, đừng có khắt khe với người yêu của mình. Đây một điểm mấu chốt để bạn có thể giữ được tình yêu của bạn lâu dài, và khi đó sẽ có sự kết nối giữa hai trái tim và không có dừng lại ở sự hòa hợp về thể xác, mà còn biểu thị đây là một mối quan hệ có sự hòa hợp tâm hồn mạnh mẽ đến mức có thể hy sinh cho nhau nha các bạn. Và thông điệp Oracle các bạn là bạn hãy cầu nguyện thần Ganesh loại bỏ những cái việc chướng ngại vật cho tình yêu của hai bạn để hai bạn đến được gần với nhau hơn. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.